Chào tất cả mọi người, chào mừng mọi người đến cái video mới ngày hôm nay nha. Ngày hôm nay là lần đầu trải nghiệm đi cắm trại ở đây là ở đâu Đạt? Đây là đâu? Xuân Lộc Đồng Nai. Đây là Xuân Lộc Đồng Nai, Thác Mai. Và đặc biệt vào trong đây thì không có sóng nha, cho nên là ngày hôm nay đi cắm trại nhưng mà trong tình trạng là tách biệt với thế giới bên ngoài, lâu lâu phải có một buổi đi xả chết về cho nó khỏe. Đó, nay em đi với lại em họ của mình. Nói em họ cho thật Hello. Ra là lớn hơn mình đó, nhưng mà tay dây dế trong nhà nhỏ hơn, chịu thôi. Ok, bây giờ mình sẽ lấy đồ rồi mình di chuyển xuống dưới thác, rồi sau đó mình quay tiếp mọi người coi nha. Ok, bây giờ mình sẽ đi xuống suối. Tại vì đi hôm nay có cậu em mình nên là có người ấy đồ sẵn cho hết rồi, nên là mình chỉ cần đi quay thôi, rất là khỏe. Chào ba bản vậy hả? Giặt khăn luôn hả? Đây là món giỏ, là vợ của Đạt, em dâu mình đó. Ở đây nó có một cái bãi đá, để em bước ra đây quay cho mọi người coi. Sang cũng xin thông báo với mọi người luôn, thì vì cái thời gian vừa rồi Sang rất là bận trên nhiều cái lịch trình cũng như là cái công việc di chuyển của Sang, rồi quay xuân, rồi Giáng sinh, rất là nhiều cái dự án về âm nhạc. Và bây giờ đây thì mới chắc chưa được tí thời gian vào cuối tuần để mà Sang sẽ bắt đầu thực hiện cái chuỗi series cắm trại. Thì vì Sang rất là thích cắm trại và nhân tiện đó thì Sang sẽ quay vlog để cho mọi người xem, như là sẽ đi cắm trại cùng Sang đó, để chúng ta biết được nhiều cái nó hay và nó thú vị khi mà đi cắm trại. Ở đây gọi là thác trời. Đó, bên này đủ sáng hơn, mọi người thấy rõ hơn, rất là mát mọi người. Tuy là bây giờ là 11-12 giờ trưa nhưng mà rất là mát, tại vì nó có cái gió ở cái thác á, nó bay vào nó thổi rất là mát. Đằng kia muốn sóng cuộn luôn đó. Đây là thác, nó cuốn từ ở trên bụng người xuống đó, nó ở múc ở trên thượng nguồn, ở múc ở trên kia nó chạy xuống dưới này. Đây là thác trời nha mọi người. Ok, thì bây giờ Sang sẽ đi vô để chuẩn bị làm đồ ăn, tại vì từ sáng giờ là Sang chưa ăn gì, chỉ có lái xe thôi, rất là đói và phải ăn để uống thuốc nữa. Em bị cái cổ nên là phải uống thuốc để chữa cái cổ cho nó hết, rồi sau đó là uống viên bổ sung năng lượng để có cái tinh thần thoải mái khỏe khoắn để mà cắm trại và quay người coi. Ok, bây giờ đi chuẩn bị đồ ăn nha. Bây giờ thì mình sẽ đi đào trùng để mình câu cá. Nếu mà câu được có cá thì mình sẽ làm sạch rồi mình nướng luôn, để nó có cái này cái kia quay cho mọi người coi. Tức là Sang đã thích từ rất rất là lâu rồi nhưng mà không có cái cơ hội để mà có thể được đi và được quay, cho đến tận thời điểm bây giờ mới dám đi, đủ lớn để dám đi để trải nghiệm, để làm mình nhiều hơn với thiên nhiên.
sao có không? Có chỗ đào không? Gì vậy? Ủa chứ tưởng đi đào trùng hả? Đang đi kiếm chỗ nào ướt ướt nè. Đây hỏi chị. Trời ơi, mình có miệng phải hỏi. Chị, chỗ mình chỗ nào có trùng? Không có trùng đâu. Mùa nắng này là hiếm lắm. Mùa nắng này hiếm lắm. Vậy chứ có chạy đây gần chợ không? Chạy ra mua tép, mua tôm gì không? Trời ơi. Phải biết trước, chuẩn bị trước. Đúng ngoài kia ghé chợ thì không vô đó. Nghĩ nó có mua dế dễ chín hơn chứ. Dế không ăn. Câu dế hả chị? Không dế nhạy hơn chứ. Câu câu gọi về đây câu dế không có. Giờ sao? Em muốn ghé mà chợ không mua ăn chuẩn bị vô. Chứ giờ vô đây kiếm thùng thôi cũng cực á. Sao sao? Rồi vậy là không có trùng rồi. Mùa này mùa nắng nữa. Đất này thì có nè, nhưng mà mùa này mùa nắng mà không có. Nếu mà mùa mưa thì đất này có chắc luôn. Ừ, mùa mưa thì trùng nhiều lắm. Còn không bây giờ kiếm mấy cục đá nào á, dở lên, người phía dưới á. Nè nhiều khi mấy cái đó dở lên lại có đó. Ngộ lắm. Qua đi, qua tự nhiên quên mất tiêu đi, mà đi mua đồ không nhớ uống tiêu, không thôi mới trùng ngoài, ngoài trùng mà trùng bằng ngón tay á. Trùng bự luôn vậy. Ừ. Nó dùng thù riêng, hôm qua có người đứng á. Trời đi, chồng đi, ở trong vườn sầu riêng là có chứ đây nè. Trồng riêng á, đi thẳng lên, trời ơi. Đi thẳng lên, trời ơi, đi thẳng lên, trời ơi, đi thẳng lên, trời ơi, đi thẳng lên, trời ơi. Đi, mình sẽ vô vườn sầu riêng mình đào. Đi vô vườn sầu riêng nè đào. Đang sầu riêng không? Thôi ông nội con đang giảm cân sầu riêng. Sầu riêng nhào luôn á. Thì biết rồi nhưng mà thôi. Ăn gì thấy có lỗi bản thân lắm. Công sức tập cũng chết luôn vậy. Nè mấy cái chỗ bóng gắn nha. Giảm độc luôn á. Chưa vô tới trong mà hù ông nội. Có ông Bi. Đâu chỗ đó khô lắm. Em xúc chừng cái em thấy khô là em biết rồi. Kiếm chỗ nào đó cằm ẩm á, nghe mấy cái giò nước nè. Nhiều khi nó rỉ á, nước nó chảy á. Có trùng nhỏ hả? Tức là có này, hoặc có thể là nắng quá nó rút sâu ở dưới. Không mà đất này nó trùng chắc bà to. Đất đây chắc trùng to quá. Còn là con ấy là ngón tay. Nếu mà ngắm thì trùng bự, còn không thì nó là không được, hay là có lỗ bự mà. Nó đang đi đâu? Biết thử ý luôn đi. Đây 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 mà chạy hay không? Trời ơi. Đang đào cái đứa đi vô. Kìa kìa kìa, cái lỗ dần dần luôn kìa. Đâu? Đó, đó ngay đó, ngay cái khúc cây đó luôn á đó. Đi, đi. Nó kiểu hay quá, kiểu đi. Vậy mà không chỉ chết luôn nè, kiểu đi nè. Mà xéo đừng này thẳng. Thắng sao lát dở lên con trùng đứt thành đôi nha. Nè. Sùng. Ờ con sùng nó câu được mà. Rồi đừng mắng gì. Dễ luôn, con là không được. Có câu là vui được không? Có chuối luôn ạ. Ừ, chuối câu được mà. Tao mua quả chuối đó. Chuối, phải chuối thúi kìa. Ủa, chuối thúi hả? Rồi, chuối vậy là giò. Chuối đó thơm phức kìa. Trời ơi. Đi vô trong trong thử nữa Đạt, coi cho chỗ mấy cái giò nước này nè, nhiều khi nó ẩm ẩm nó có á. Gì vậy? Đập gai gì vậy? Ồ mà nghe cái mé suối dưới thấy có đất chưa? Mé suối nhiều khi nó nước nó rút gì đó không? Ở đây khô khóc rồi cha. Thái đi xuống mé suối kìa.
Dưới mấy suối có đất á, đào dưới đó không dừng có à. Đi sau lưng thôi. Ở đó mang cái ốc nhà này nè. Đất cây ướt nè. Ôi cứng dữ. Đá. Ôi xà bần không Đạt ơi. Xuống đó xà bần rồi. Sẵn vô cái ống nước kìa. Đúng rồi. Được chiều á, nắng không mang nó lủi lên. Thôi nữa, thôi nữa. Nó cầm ly đi. Được rồi. Kìa, yeah. Đất ẩm luôn kìa. Hay quá bì ơi. Đi vậy bà, đi đây mà nói ngơi bà. Nói không nên hả cưng? Không, nói. Cái gì vàng vàng lội lên vậy? Đá, đất ở đây rồi, vậy là... Không làm quản trọng ở chỗ này đó nè. Ờ, đây thấy ẩm nè. Đá không à, sao đào. Dạ. Ừ, kìa, có con kìa. Nè, nè. Cô đâu rồi? Đầu bị mới dứt đâu rồi, nè, nè anh đấy rồi. Nè. Không đây. Úi, dịch. Dạ, dịch nó dữ, dịch câu nó dữ. Không, đây có nè. Nít kìa. Nít thì không có giữ anh hai. Nít nó bự á, cắt khúc á. Ê, nè, nít nè. Đó, nè. Đi rồi. Nè, con nè. Nó nhỏ mà, nó bự ra. Ê, đây nè. Đâu? À, thấy rồi, từ 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 xuống vô tay. Đá này còn nè. Mà chừng nhỏ. Không, mấy con gì ra câu được rồi. Ý, đó con này thì câu được. Có, mấy con câu lại lắm. Mà em có em cái hộp lửa nhỏ á. Trong cái mộng. Ê, bao bánh tao bao bánh. Ê, kiếm cái gì đựng nổi. Dưới có cái hộp đó. Nhưng mà phải có hộp, phải xúc vô mấy cục đất nha. Ê, con gì kìa. Anh mới thấy đâu rồi. Này. Ở đây. Vậy. Nắp lụm lụm nắp. Anh ngon. Cái nắp còn có cái lỗ không nổi. Cũng ác lắm. Cũng ác lắm. Ê, vậy là đây có. Đây được nè, ốc nhà nè. Bò nhột quá à. Kháng bi nào nó ngon lên lên nè, cho mày nè. Ừ. Mới vừa săn lùng được cái hũ. Rồi chúng nè, vô nè này quá trời luôn. Mày thử ở đây nè bi, thử ở đây rồi nè bi. Đây nè, đây mày mà ngủ thời thời khách khách nó đít nó gì. Mày có cục trùng. Cái trùng bự với trùng nhỏ đâu. Nè đây đồ nè, không xui lắm. Ừ. Cho anh nè. Nè. Mấy tổng thấy bận không à. Đây nè. Sao? Bảo này nè. Dạ, 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 sao mày thằng bị thấy hay vậy? Cho nó coi đâu mới chạy nè, chuyển xuống đi chạy bà đó hả hả. Ơi dạ rồi thôi bự nha, lần này em nên đào cái mẹ rồi tức đôi đó, để ta đào cái trắng này nè.
Dạ, nè, đây nè. Dạ, ôi. Ừ. Vậy là nó bị đứt á. Không phải, con nó chứ bị đứt chứ đâu kìa. Con khác. Đứt con khác đứt à. Đây nè, cái đứt bị đứt của người ta đây nè. Con khác thì khác. Mình chơi nguyên cục luôn. Nói không, cái này được tốn từ mấy đổ rồi. Ôi. Cái đầu qua cái đường. Trời đúng, lỗ trùng nó nằm. Trời trời. Con này con sùng mới chứ. Con trùng nở cái lỗ bự vậy. À như nghe cái lỗ cái hang nói đây dây đây giờ mình đào xuống là có đó xuống tới sà bằng rồi không nổi chưa bây giờ không được chặt này nó nát nát nè chặt này ra đi không quá đất cờ bị ơi ủa không phải đâu nói là dùng đất hả đâu đất mà đó ừ, à anh tưởng nó đứt nó ừ, chỗ này là ok đó à nhựa mới thấy chứ okay. Ủa vậy câu đủ chưa rồi thế câu đó suối câu đó giờ chưa câu suối bao giờ luôn á giờ câu nó ăn nhanh lắm cá này ăn nhanh lắm mà ủa là em câu đây chưa câu hoài ủa vậy hả bữa câu được cá lần ký mấy luôn chưa vậy câu hoài mà nó cá lần chọc má mà nó thác nó cuốn giờ là cưng sao sao trong á nó trong à vậy hả nó ăn hoài đó mà ủa anh tưởng nó cạn chứ ừ nó cũng cạn mà nó đi vô bơi vô ăn luôn á ở lần nó chờ nó đó bữa nay nước khô mùa khô á nó cũng mùa khô vậy chứ nước ủa trong xưởng mình trong có không Bi? Ừ. Trong xưởng trong có trùng không? Có chứ. Có bữa mày đào ở đây câu quá chứ. Mà chưa mà đây đây đúng không? Trời đổi đi. Đi là không có đi hết rồi. Trường đạt sụt sao lên con trùng dần dần nha. Mới vừa săn lùng thêm được một cái gốc cây sù riêng. Rồi, đào dữ đó. Ừ, chỗ này được nè. Thấy im nè. Không có mà. Trời ơi. Đầy giò hết á. Thấy coi. Đào cái gì đâu mà như gà bới vậy trời. Kinh nghiệm mình cũng lại bây giờ. Ê nè, nó trời muốn chiếu luôn, tưởng như trùng. Nè, cũng chiếu. Có đâu, đừng có đậu, đậu quá, chiếu cái phạm gốc. Từ đây ta là cái gốc ta nằm trong đây nè. Ra ngoài đây thì liên quan gốc, nó tưới nước. Ủa, anh nghĩ nó tứa đi hết tùm lum chứ đâu. Nó sâu lắm. Sâu vậy là mày không thấy cái lỗ nào là biết rồi. Thì đất sét kìa chứ trời. Hồi nãy lần kia đào cái có lỗ, có đổ. Nè. Đi ra tiếp thôi được rồi. Đó nhiều chưa? Đâu được rồi thử. Được á. Câu xíu rồi hết rồi mình tính tiếp. Cũng được cái chừng. Thì nào câu hết đi thì tính tiếp. Chứ đào chi nhiều. Xuống dưới trước đi. Em cái bữa gấp này mới được. Thì bữa rửa hũ đây. Rửa hũ với nó đi. Đây nè. Thôi chơi với nó đi bỏ mình vậy. Em dấn luôn đi, đất nhiều quá nặng rồi. Chơi luôn hả? Để nó chở sống chứ mà nó hở đi trả anh nước hết. Trùng nó ở ngoài nắng nó rạp chứ là như nó bị tiết cái nước gì á rồi chèm nhẹp rồi à nó chèm nhẹp luôn hồi nãy nằm trong đất gì mà nó khô hoài nha cửa đất vô không đây có rồi này thôi có gì ta nghe rễ không vậy hết rồi rồi chỉ xong rồi vậy được rồi đi xuống suối rửa tay rồi các kiểu đi đi rừng hả mình đi đường suối luôn đi đường rừng luôn này đặt khói đi đường vòng được không đây băng xuống luôn đi cho nó rừng rú rồi được mà ấy dạ
Đây mấy cái này khô nè, hôm nay chụm lửa được rồi ha. Lát gom mớ xuống dưới chụm lửa. Sáng quên nói để đem theo khoai lang. Nè. Mít vườn nè. Đào được chung rồi. Bây giờ xuống rửa tay sạch sẽ rồi đi câu. Đây. Bây giờ chuẩn bị cần câu. Con câu máy nha mọi người. Thôi sáng này đi mưa mòn. Tan chưa Đạt? Thấm chưa? Thấm chưa? Cảm ơn cô, con làm bếp hai mình đi. Bếp hai đi, vlog mà. Ủa đó lát có cắt ra không? Không, để giờ được vuốt luôn. Đi đốt cái chè. Chè con à? Hả? Chè cái gì ạ? Hả? Chè. Chè. Ừ. Đây. Hôm nay nãy có... có gọi bà chủ thác ở đây một cái lẩu cá lăng. Đó, nè, cá lăng nè. Cá lăng là cá lăng mua nha chứ chưa có câu. Ngào câu dính đi rồi mới có cá lăng kia. Cá lăng ở đây người ta câu đó. Đem lên tao bán á. Măng chua. Đảo quá mọi người ơi. Nhưng mà giờ chưa ăn đâu, để đây đi rồi từ từ mới ăn. Đây, giờ ông cậu chặt thang. Nhưng đây có hai bịch mà nó không đủ hả? Không quen. Có nướng, có gì đâu mà không quen. Cái củ dầu đó có em đục vô đó. Có củ dầu không? Nè. Ủa rồi mình quăng dưới là nó có bị mắc vô đá rồi không Bi? Có rồi. Rồi sao? Thì một vịt dây, hai túi gỡ. Cạn hả? Cạn không? Thấy gì chứ cạn hả? Một cái đáy hả? Thì anh tưởng nó sâu chứ. Ra ngoài chỗ nó chảy đó. 3 mét hơn. Còn này nó chảy rồi. Còn nó lên tới cái mép này nè. Lại ngồi cái mép được. Mép nhỏ này, mép dưới đó luôn cái gì. Ngồi này được. Hồi trước là nó mập ngập được tới trên đây luôn. Mà mình nướng thì mình nướng dưới đó đúng không? Kìa cho nó có cái đậu nướng đó. Có cái đậu nướng mà. Đây nè, ngồi đây luôn. Chúng ta đây. Cái trước là hai mấy tuổi. Hai mấy tuổi đời rồi chưa biết. Không, nãy có đi mà anh thấy mà. Em mấy tuổi đời chưa biết câu con má luôn. Đó. Cái này chỉ cho coi như là hút vào đó nó bị rồi. Cái gì? Em định ra rồi đó, em dùng ngang ngang luôn á. Bị đâu? Này là mình còn... còn nhờ vào sự giúp đỡ nhiều ha, chứ mốt là mình mới lấy cái mua cái đồ mà tạo lửa á, nó không phải đúng cắm chạy đó. Không, ý là nó mua cái cây mà chấn xuống quẹt quẹt á, còn không là để vô xây. Còn cái mà để gỗ với gỗ vô xây gì, còn đó khốn lắm chịu gì nổi. Phải làm theo cái cọc dây lấy cây cưa. Ờ, nó mình dạng mình nửa mùa mà mình từ từ mình tập sự. Ông cậu lá nó phật lên nắm này ông cậu. Căng nghe không? Kéo lên chứ nữa không Đạt? Đấy hả? Đó. Đó đó. Hay vậy? Đấy. Nhanh dữ hả? Đây, Huy nhanh ghê, mới quay qua chụm lửa cái là dính được con cá lăng nhỏ rồi. Đâu đưa anh coi thử Huy. Bài bản, sao nó không lấy nét được con cá ta? Đây, đổi cam cái. Đây, mới vừa quay lại chơi mồi củi cái là bị dính được con cá liền. Ừ. Cá lăng nhỏ. Móc cái này cái cục chuyện xuống này, cái lửa nó nổi rồi. Ủa, nó tới 3 cái lửa luôn hả? Ừ. Chơi. Nó vậy hả? Ra, tính ra đi hết cái rác này hay gì? Ghê thiệt.
đi sâu vô chơi đẹp. Anh hậu ơi, chút cái quần ta không nổi. Đi sâu chứ không? Lại là xuống cuối đường còn gì nữa không? Không, nãy đi xuống được một khúc rồi. À. Nhục vô trong chai đó đó. Làm nước được không? Hả? Làm nước được không? Bài bản quá trời. Bà đâu rồi? Bà thấy cái chùm rồi. Ủa rồi sao biết? Là nó cái đầu cần nó giật giật hả? Hay sao? Tính ra thác chảy xiết gì mà ăn hay hả? Tính ra thác chảy xiết gì mà ăn hay quá ta. Cái chỗ này nó không xiết nè. Đập bẩn lên cao nó chảy xuống luôn, nó ào ào xuống luôn cái chảy này. Ờ. Nó sấy gặp đập bẩn đập bẩn này. Cái cá nó sử dụng. Trời ơi. Xém nữa té. Đá nó chặt. Ê, nước xuống mát không vậy? Nước xuống mát không? Ủa nước xuống mát lạnh luôn trời. Chân thì chân thiệt đó. Cái gì? Chỗ nào mà nó không có đồng á. Cái chỗ nào không có hết trơn. Không nước mát lạnh luôn đã thì chứ. Là Đạt đang đâu nãy bi ra dính được con cá lăng nhỏ nhỏ rồi. Tưởng là cần câu tre thì sẽ còn biết câu với con máy chưa câu lần nào nó biết câu sao thôi. Ngồi nhìn thôi, ngồi quay để cho mọi người coi được để sang chỉnh cái cam kia cho đỡ lấy nét. Quay cam này nó không có xóa phông chứ sao. Mình sẽ thấy rõ được cái cảnh vật ở bên ngoài. Đó. Ngồi đây mát đó mọi người. Cũng là nước suối á. Dập dìu mát lắm. Rất là mát. Nước thì mát lạnh à. Nước mát quá. Nước mát thì quá. Ủa cái đầu nguồn nó múc trên kia hả? Trời ơi, xuống dài lắm. Xuống này dài lắm mà. Vậy chắc cái thượng nguồn nó trên cao chắc xa lắm thôi. Thác Mai á, thượng nguồn á, Thác Mai. Thượng nguồn là Thác Mai. Nhưng mà nói cái chị đó nói đây là thác trời. Trên núi nó đổ xuống. Ờ. Nghề cũng câu kìa, cũng có câu. Thằng đó hả? Tức là đang lỏng không? Lỏng, mà phải kéo cái đầu vậy. Anh thấy đầu thì thiệt. Anh thấy mấy ở nước ngoài nó hay treo cái chuông cái đầu. Không có chuông nữa mà.
tháo không? Em thấy cảm giác hơn không? Thử cảnh. Rồi. Anh cần mẹ thấy câu. Đứng vào thôi. Cái đó có anh bị tai nắng mang là ê, ê. Mới gì nói luôn kìa. Cái đầu nó giật giật không? Để đổi góc này. Rồi. Nè. Ê, bay 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 bay. Cái này là đang nhấp đúng không? Thấy rung rồi kìa. Hai cần luôn Đạt ơi. Bây giờ là mình ướp mình nướng nha. Tại vì nó nãy giờ nó thấm rồi. Giờ là chỉ nướng thôi. Đây hôm qua là Đạt nó đi siêu thị nó mua được con cá cuốn dây bạc sẵn luôn. Cá ba sa cuốn dây bạc. Giờ để lên là nướng thôi. Rồi chắc con gà nướng sau để nướng xúc xích trước đi. Ăn đơn giản thôi có mấy người thôi. Ủa đây kiến nhiều quá vậy? Để dưới nè. Đúng rồi. Trong rừng nó phải như vậy. Hôm nay là không có bữa mà hay đó chứ bữa vô đèn đang đợi ông ngủ về. Tức bữa tại cây nhiều nay chặt bớt. Thật ra là ở đây là mọi người phải biết đường nha. Cũng mới vô được tới đây chứ thật ra là trên Google Maps sạch tên nó cũng không có ra được. Có gì đâu có vậy thôi à. Thì không có ra đâu. Nãy mới có người vô hỏi thêm về mà. Ủa lều này là thuê hả? Đúng rồi. Thấy là hết cái chỗ về đây hơn chỗ nào kia. Cái lều này chỗ sao nước khác nhỉ vậy? Khang nó gần quá. Đây nó đâu tốn gì đâu. Đâu sushi dễ gì vậy? Cô đưa bác hai coi coi. Sushi dễ sao? Sushi dễ bông gì vậy sushi? À cái nơ rồi hả? Rồi sumi dễ gì vậy con? Dễ ngôi nhà. Dễ ngôi nhà. Trời ơi. Thì ông ta là công nghệ quá ha. Đây là anh hai lớn nè. Đây là chị ba nè. Đây là út nè. Đó, con cậu. Ủa rồi nó ăn rồi nó chì xuống không? Nó chì xuống rồi nó có là phải cắm đầu chạy xuống giật lẹ hả? Mát quá. Để nãy giờ nó nguội chứ. Còn cái này tối tối á, tối là chiều mưa mưa luôn á. Còn ngồi ăn lẩu đã dữ á. Anh thấy một rổ khoai lang ở nhà rồi sáng quên. Nó đi đem khoai lang nướng ăn quên. Rồi đó, giờ thả cái vô nha. Tức là nước sôi mà thả vô nó mới không tanh phải không cậu? Thả sớm nó tanh. Chắc chàng quá.
thôi chắc từ từ đi ha. Chờ càng quá. Không không thả vô đi. Đúng rồi, sôi lắm mình để vô đây nè, mình bỏ vô cái này nè. Để vô vị nước mắm nè. Ở nhà đi đu hoài à? Nhà đi đu hoài. Cho dùng lên. Đừng có đụng cái giỏ của mẹ nè, nó ngon lắm con. Wow. Ngon quá ngon. Không nước với bạn, đặc biệt đang bay luôn. Rồi, sau khi no nê hiện giờ tráng miệng bằng bắp nướng, bắp Mỹ. Rồi được ung khói đôi dài luôn. Bữa nay là lần đầu mình đi cho nên là mình sẽ cắm vài tiếng để lấy kinh nghiệm thôi. Đợt sau mình sẽ mua lều, mua tất tần tật để mình lên mình dựng lều rồi lên nữa. Để mình sẽ cắm trại qua đêm. Hôm nay mình chỉ trải nghiệm sương sương thôi. Ok, bây giờ cũng đã là 3 giờ mấy chiều rồi. Lúc này là ánh sáng nếu nó dịu đi bớt thì nó cũng tối bớt rồi thôi. Bây giờ mình cũng chuẩn bị ngồi chơi tí rồi thu dọn. Sau đó là về, là Sài Gòn. Và hẹn một dịp gần nhất để mình sẽ quay trở lại đây. Mình cắm trại. Tại vì đợt này là sang đi thử thôi, để mình thử nghiệm, mình lấy cái kinh nghiệm thôi, để mình sẽ nắm được cái địa hình như thế nào, rồi mình biết sẽ cần mua những cái gì, rồi ở đây nó có cái gì, thiếu cái gì, mình biết được mình mua, để mình sẽ có một cái buổi cắm trại nó tuyệt vời nhất, nó tốt nhất. Nói chung là Sang rất là, phải nói thật sự là rất là thích cái không gian ở đây. Nó mát mẻ, nó nhẹ nhàng và nó rất là thoải mái. Tiếng suối róc rách rồi mọi thứ nó cứ yên bình như sao á. Nó làm cho con người mình trở nên nhẹ nhàng hơn, thoải mái hơn. Không còn phải suy nghĩ nhiều về những cái bộn bề của cuộc sống. Và mong rằng mọi người sẽ ủng hộ cho cái series cắm trại này của Sang và chia sẻ bằng tay lên để Sang có thể ra thêm nhiều video cắm trại nữa. Bye bye.